Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình tối nay thứ hai ngày 17 tháng 7, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những nội dung chính sau đây. Thừa Thiên Huế nỗ lực cải thiện phổ điểm trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Công an thành phố Huế tổ chức hỗ trợ cài đặt, kích hoạt định danh điện tử VNEID theo đề án 06 cho tăng ni Phật tử. Đầu tư cơ sở giết mổ tập trung gặp khó, mổ chui mổ lậu lên ngôi. Nằm trong đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 của chính phủ, sáng nay Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức khởi công dự án khu nhà ở xã hội tại khu phức hợp Thụy Vân giai đoạn 2 thuộc khu B, khu đô thị mới An Vân Dương Eco Garden, phường Thụy Vân, thành phố Huế. Tham dự lễ khởi công có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Trường Lưu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương. Về phía Trung ương có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương và lãnh đạo doanh nghiệp. Khu nhà ở xã hội thuộc dự án khu phức hợp Thụy Vân giai đoạn 2, đầu tư xây dựng tại hai lô đất ký hiệu OXH1 và OXH2. Trong đó, khu OXH1 có diện tích khoảng 1,5 hectare với đầu tư xây dựng chung cư xã hội cao tầng 4 block gồm 1 tầng hầm và 15 tầng nổi, số lượng căn hộ 723 căn. Khu OXH2 có diện tích hơn 2 hectare, được xây dựng thấp tầng với 6 block từ 4 đến 8 tầng, có 362 căn hộ. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh cho biết, thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 của chính phủ. Để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành các quyết định kế hoạch về việc triển khai thực hiện đề án với 20.599 căn hộ nhằm thúc đẩy việc phát triển nhà ở xã hội trong thời gian tới. Khu nhà ở xã hội được xây dựng với quy mô hơn 1.000 căn hộ, trên diện tích 3,5 hectare, sẽ đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nguồn cung nhà ở xã hội, góp phần hiện thực hóa các chỉ tiêu phát triển nhà ở đến năm 2030 của tỉnh Thừa Thiên Huế, mở ra nhiều kỳ vọng về ngôi nhà mơ ước trong một không gian sống chất lượng và đẳng cấp, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho những người dân Huế có thu nhập thấp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đề nghị nhà đầu tư tập trung mọi nguồn nhân lực, vật lực tốt nhất để đảm bảo hoàn thành dự án an toàn, đúng tiến độ, chất lượng kỹ thuật được phê duyệt, sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng, đáp ứng nhu cầu về nhà ở xã hội của người dân thu nhập thấp tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngành tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình, soát xét đánh giá các công việc đã đề ra từ đầu nhiệm kỳ, đầu năm, tích cực chủ động, kịp thời tham mưu cho các cấp ủy đảng, lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương đơn vị. Chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tại hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 do Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức chiều nay. Từ đầu năm đến nay, ngành tuyên giáo của tỉnh bám sát nhiệm vụ chính trị do cấp ủy giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành tốt các công việc, nhiệm vụ theo kế hoạch và các công việc đột xuất. Các nội dung tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo tiến độ, chất lượng. Tiêu biểu là việc thực hiện kết luận 01 của Bộ Chính trị từng bước đi vào chiều sâu. Biên soạn và tổ chức thành công hội nghị học tập chuyên đề năm 2023 kết nối đến cấp phường xã. Công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới thường xuyên được quan tâm chỉ đạo. Công tác chỉ đạo định hướng thông tin hoạt động báo chí xuất bản, dư luận xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Nội dung và phương thức hoạt động của Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh có nhiều đổi mới, góp phần cung cấp thông tin của địa phương ra bên ngoài, quảng bá và nâng cao hình ảnh của Thừa Thiên Huế. Ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành tuyên giáo đã đạt được, nhất là đã chủ trọng nâng cao trình độ năng lực của cán bộ cơ sở để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cũng lưu ý, so với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra thì ngành tuyên giáo vẫn còn một số vấn đề đáng quan tâm. Đồng thời, gợi mở 9 nhiệm vụ trọng tâm cần đẩy mạnh thực hiện trong thời gian còn lại của năm, đặc biệt là tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu cấp ủy, lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả các lĩnh vực của công tác tuyên giáo. Đổi mới nội dung phương pháp công tác tuyên giáo theo hướng chủ động, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình mới. Chiều qua tại Ủy ban dân tỉnh đã diễn ra lễ ký kết giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank với Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tài trợ xây mới trường tiểu học Quảng Công tại xã Quảng Công, huyện Quảng Điền. Tham dự có ông Phan Quỷ Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, bà Phùng Thị Bình, Phó Tổng Giám đốc Agribank Việt Nam.
Nội dung ký kết với tổng số tiền nguồn an sinh xã hội tài trợ là 5 tỷ đồng sẽ được sử dụng để hỗ trợ xây mới, nâng cấp cơ sở vật chất trường tiểu học Quảng Công, xã Quảng Công thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng khi mưa bão tại huyện Quảng Điền. Công trình sẽ góp phần tạo điều kiện cho nhà trường nâng cao chất lượng dạy học và cũng là nơi trú ẩn an toàn cho bà con nhân dân trong mùa mưa bão. Phát biểu tại buổi lễ ký kết, bà Phùng Thị Bình, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam nhấn mạnh, nhiều năm qua, Agribank luôn dành nguồn hỗ trợ người dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế khắc phục hậu quả bão lụt, chung tay với tỉnh nhà trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đầu tư cả công trình an sinh xã hội, tặng nhà cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn và là nhà tài trợ Festival Huế từ năm 2000 đến nay. Agribank vừa bàn giao đưa vào sử dụng 100 nhà ở an sinh xã hội cho các hộ nghèo huyện Nam Đông với tổng số tiền 5 tỷ đồng, tặng 5 căn nhà tình nghĩa cho người dân huyện A Lưới với số tiền 300 triệu đồng. Agribank mong muốn tiếp tục được đồng hành cùng địa phương góp phần phát triển kinh tế xã hội cũng như tham gia đóng góp vào công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới vì một tỉnh nhà phát triển phồn thịnh. Đại diện lãnh đạo huyện Quảng Điền đã đánh giá cao ý nghĩa chương trình tài trợ an sinh xã hội và cam kết sẽ triển khai thi công công trình, đảm bảo chất lượng, tiến độ và đưa công trình vào sử dụng trong thời gian sớm nhất. Từ đầu năm đến nay, Thừa Thiên Huế đã giải quyết việc làm cho 10.581 lao động, đạt 62,2% so với kế hoạch. Trong đó, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài 1.100 lao động, đạt 55% theo kế hoạch. Tỉnh đã ban hành và triển khai đề án phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, hoàn thiện đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Triển khai kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023, kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an năm 2023. Đến nay, cả cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tuyển sinh 3.006 người, đạt 18,78% kế hoạch, trong đó chủ yếu là trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác. Thời gian tới, Thừa Thiên Huế tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển thị trường lao động, nâng cao chất lượng công tác dự báo và thông tin thị trường lao động, mở rộng thị trường, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, rà soát tình hình sử dụng lao động tại các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp đang thiếu hụt lao động, để có giải pháp hỗ trợ kịp thời, quan tâm công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động. Theo kế hoạch, từ 8 giờ ngày mai 18 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Thí sinh có thể tra cứu để biết điểm thi tốt nghiệp bằng một trong ba cách sau. Thứ nhất, thí sinh truy cập vào đường link thisinh.thitrunghocphothongquocgia.edu.vn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhập các thông tin được yêu cầu gồm số căn cước công dân, chứng minh nhân dân, mã đăng nhập, mã xác nhận. Thí sinh bấm nút đăng nhập để biết được kết quả thi. Cách thứ hai, thí sinh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp qua website các sở giáo dục và đào tạo. Hiện nay, hầu hết các sở giáo dục và đào tạo đã tạo sẵn các đường dẫn. Thí sinh chỉ cần vào đường dẫn này, nhập số báo danh vào mục tìm kiếm để tra cứu kết quả thi của mình. Ngoài ra, như các năm trước, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cung cấp dữ liệu điểm thi cho các cơ quan thông tấn báo chí có nhu cầu. Đây cũng là một kênh để thí sinh có thể tra cứu kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Giáo dục Đại Trà và giáo dục Mũi Nhọn có mối quan hệ chặt chẽ. Chính vì vậy, với vai trò là một trung tâm giáo dục đào tạo, Thừa Thiên Huế phải đảm bảo cả hai tiêu chí này. Trong 3 năm gần đây, Thừa Thiên Huế xếp phổ điểm khoảng 30 trên 63 tỉnh thành trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo ngành giáo dục, kết quả này chưa phản ánh đúng chất lượng giáo dục Đại Trà ở vùng đất vốn có truyền thống hiếu học như Thừa Thiên Huế. Vì vậy, nỗ lực cải thiện phổ điểm đang là mục tiêu mà ngành giáo dục Thừa Thiên Huế đặt ra, trong đó nâng cao chất lượng dạy học, ôn tập và thi tốt nghiệp được xem là giải pháp trọng tâm. Trong 3 năm học gần đây, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của Thừa Thiên Huế luôn thấp hơn so với mức trung bình của toàn quốc khoảng 2%. Cụ thể, 3 năm qua, lần lượt đứng các vị trí 30, 27, 29 trên 63 tỉnh thành trong toàn quốc. Đây là vị thứ chưa thể hiện đúng vị thế và truyền thống học tập của vùng đất hiếu học. Các môn tự nhiên ở Thừa Thiên Huế có phổ điểm cao hơn mặt bằng chung của toàn quốc. Trong khi đó, các môn xã hội và ngoại ngữ lại có phổ điểm thấp hơn trong nhiều năm liền.
Thực tế cho thấy, nhiều trường trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ 100% và sự chênh lệch giữa điểm kết quả thi và điểm học bạ đã được thu hẹp qua từng năm. Tuy nhiên, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp ở một số trường khu vực miền núi, vùng sâu và một số trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên còn rất thấp, đã ảnh hưởng chung đến kết quả toàn tỉnh. Mục tiêu đặt ra của ngành giáo dục đào tạo Thừa Thiên Huế là phải thực hiện cho được nghị quyết của tỉnh ủy, nghị quyết 05 về nâng cao về xây dựng Huế là trung tâm giáo dục đào tạo đa ngành đa lĩnh vực chất lượng cao. Trong nghị quyết này thì đặt ra chỉ tiêu rất rõ ràng. Đối với tỷ lệ mặt bằng thì chúng ta cũng phải phấn đấu đạt cái tỷ lệ phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ thứ hạng 29 của những năm học vừa rồi phải nâng lên từ 5 đến 7 bậc cho mỗi năm học, và phấn đấu đến năm 2025 thì chúng ta phải đứng thứ ít nhất là trong top 10, thì từ ít nhất là trong top 10 của toàn quốc về cái phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Vấn đề nâng cao cái chất lượng của thi trung học phổ thông thì được đặc biệt quan tâm và chú ý, rút kinh nghiệm từ các kỳ thi phía trước thì ngành giáo dục đào tạo cũng đã chỉ đạo các cái trường, các địa phương để rà soát các đối tượng để tăng cường hỗ trợ cho các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh khối thi sinh tự do cũng như là khối trong các cái trung tâm giáo dục nghề nghiệp thường xuyên. Bên cạnh đó thì ngành giáo dục đào tạo thường xuyên có nắm bắt tình hình để báo cáo ủy ban tỉnh để làm sao chúng ta có chuẩn bị tốt nhất cho cái kỳ thi cách an toàn, đảm bảo và đạt chất lượng cao. Mục tiêu đặt ra trong năm học 2022-2023, phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông toàn tỉnh tăng 7 bậc, từ vị trí 29 lên vị trị 22. Và đến năm học 2023-2024, phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông toàn tỉnh tăng 3 bậc, từ vị trí 22 lên vị trị 19. Giải pháp cũng đã có, nhưng năm 2022 không đạt được mục tiêu đề ra. Chất lượng giáo dục Đại Trà chưa thực sự bứt phá. Vì vậy, để hoàn thành mục tiêu này, ngay từ tháng 10 năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành đề án nâng cao chất lượng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm học 2022 đến 2024 với nhiều giải pháp cụ thể. Đầu tiên là tăng cường công tác kiểm tra đánh giá quá trình thực hiện kế hoạch của các đơn vị, căn cứ vào đó để xem xét thi đua, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đồng thời tổ chức các nhóm giáo viên cố gắng tham gia giúp đỡ, tháo gỡ những khó khăn cho đơn vị, tăng cường hỗ trợ chuyên môn, công tác kiểm tra đánh giá, hoàn thiện hệ thống các ngân hàng đề nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong việc dạy học, ôn tập và thi tốt nghiệp. Chúng tôi xác định rõ các cái mục tiêu cũng giống như ra soát các cái khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, như vấn đề sách giáo khoa, chương trình giáo dục địa phương, rồi vấn đề đào tạo đội ngũ để đáp ứng cái chương trình thực hiện theo cái tích hợp liên môn đối với trung học cơ sở, rồi các nhóm môn học lựa chọn đối với trung học phổ thông, và thực hiện các cái đổi mới về dạy học các cái môn công nghệ, môn tin học và môn ngoại ngữ ở tiểu học. Thì tất cả những cái nội dung đó thì chúng tôi thường xuyên được sự góp ý và chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh cũng giống như ý kiến của xã hội, để từ đó chúng tôi khắc phục những cái khó khăn và hoàn thành cái kế hoạch giáo dục của 5 năm giai đoạn 2020-2025. Việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh đầu vào lớp 10 trong toàn tỉnh với 3 môn toán, ngữ văn và ngoại ngữ được thực hiện lần đầu tiên trong năm học này cũng là một giải pháp được ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện. Đồng thời, cũng là căn cứ để xác định được chất lượng đầu vào cho học sinh đầu cấp. Từ đó tạo sự nỗ lực cố gắng học tập của các em từ cấp trung học cơ sở, thực hiện nhất quán và hiệu quả công tác phân luồng theo quyết định 522 của Thủ tướng Chính phủ. Chúng tôi xây dựng kế hoạch của năm học 2023-2024 và theo phương án là chúng tôi thực hiện kỳ thi tuyển sinh đầu cấp để đảm bảo là học sinh vào lớp đầu cấp các em phải qua kỳ sát hạch để đánh giá chất lượng, để chúng ta nâng cao cái chất lượng mặt bằng của giáo dục phổ thông. Và nâng cao chất lượng mặt bằng này thì cũng chính là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo đề án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt. Cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp và xây dựng chương trình kế hoạch dạy học phù hợp với đối tượng học sinh, đổi mới kiểm tra đánh giá, phân loại, tổ chức dạy học theo năng lực và nguyện vọng của học sinh,
ngành giáo dục cũng tăng cường sinh hoạt chuyên môn, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ giáo viên cốt cán, xây dựng nền tảng giáo dục cho học sinh bằng những chiến lược cụ thể và dài hơi nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trung tâm văn hóa giáo dục đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao mà nghị quyết 54 của Bộ Chính trị đã đề ra. Tiếp tục với những thông tin khác. Sáng nay tại Tổ Đình Tư Nam, Công an thành phố Huế tổ chức hỗ trợ cài đặt kích hoạt định danh điện tử VNEID theo đề án 06. Ngay trong buổi sáng, với sự hỗ trợ của lực lượng công an, hàng trăm tăng ni Phật tử đã hoàn thành việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử. 7 giờ sáng, tại Tổ Đình Tư Đàm, cả cán bộ chiến sĩ của Phòng Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an thành phố Huế đã có mặt từ khá sớm để lắp đặt, kiểm tra thiết bị phục vụ cho buổi hướng dẫn đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Chỉ trong vòng 10 phút, mỗi tăng ni Phật tử đều được cả cán bộ chiến sĩ hướng dẫn, hỗ trợ một cách tận tình từ việc tải ứng dụng, cài đặt tài khoản định danh điện tử mức độ 1, thu nhận hồ sơ kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, cho đến tích hợp dữ liệu, một số giấy tờ tùy thân, nhanh chóng, thuận lợi. Bản thân tôi thì cảm thấy rất là may mắn vì đến Tổ Đình Tư Đàm để làm căn cước định danh. Thì đó là về thời gian nó sẽ rút ngắn lại cho mình, thay vì mình ra ngoài phường hay là ra về thị xã, và cảm thấy mà anh ở đây làm việc rất là nhiệt tình. Đây là một trong những cái tiện ích mà người dân nói chung cũng như là tăng ni Phật tử nói riêng, thì cái cài đặt định danh điện tử và kích hoạt định danh điện tử này là một trong những cái mà đem lại lợi ích cho người dân, trong đó như là sau khi cài đặt cái định danh điện tử xong thì chúng ta sẽ tích hợp vào những cái giấy tờ quan trọng như giấy căn cước công dân cũng như giấy phép lái xe, đăng ký xe cũng bảo hiểm. Qua cái cuộc tổ chức hôm nay thì cũng công an thành phố cũng mong muốn người dân cũng như tăng ni cũng tích cực tham gia hưởng ứng cái cài đặt VNID này để là tạo một cái chuyển biến trong cái xã hội số cũng như công dân số trong thời gian tới. Hưởng ứng phong trào toàn dân tham gia đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID, dịp này đã có hơn 1.000 tăng ni Phật tử thuộc các tổ đình, từ viện trên địa bàn tham gia đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử các mức độ. Hoạt động càng có ý nghĩa hơn trong mùa An Cư Kiết Hạ nhằm lan tỏa ứng dụng tài khoản định danh điện tử trong toàn thể giáo hội và cộng đồng Phật tử, góp phần cùng lực lượng công an tăng cường đổi mới công tác quản lý hành chính, xây dựng giáo hội và xã hội phát triển trên nền tảng số, văn minh hiện đại. Chúng tôi nghĩ rằng việc làm này là trách nhiệm của tăng ni Phật tử và cũng là cái quyền lợi rất lớn dành cho tăng ni Phật tử nói riêng và đồng bào cả nước nói chung. Khi thực hiện được điều này thì sẽ tạo được nhiều điều kiện thuận lợi cho tất cả chúng ta trong nhiều mặt sinh hoạt của xã hội, nhất là vấn đề liên lạc và di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, tránh sự rườm rà mà rất gọn nhẹ. Thực hiện đề án 06 của Ban Chỉ đạo tỉnh, kết thúc đợt cao điểm phục vụ thu nhận hồ sơ và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu cấp tài khoản định danh điện tử cho ít nhất 50% dân số trên địa bàn tỉnh. Sáng nay tại xã Phú Gia, huyện Phú Vang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát động và ra quân làm công tác dân vận năm 2023. Tham gia lễ ra quân có trên 300 cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 6 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cán bộ nhân viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện, lực lượng dân quân và cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân xã Phú Gia. Sau chương trình lễ phát động, các đại biểu lãnh đạo tỉnh, huyện, xã cùng các lực lượng phối hợp và bà con nhân dân xã tiến hành khơi thông hệ thống kênh mương nội đồng, dọn dẹp vệ sinh, phát quang đường làng ngõ xóm, tham gia xây dựng các mô hình công trình phúc lợi, tổ chức khám tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có công với nước, gia đình nghèo trên địa bàn xã. Tối qua tại Bia Quốc học đã diễn ra lễ khai mạc hội trại kỹ năng thiếu nhi lần thứ nhất, cả cung nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi khu vực miền Trung Tây Nguyên. Hội trại kỹ năng có sự tham gia của 12 đoàn đại biểu thiếu nhi đến từ các tỉnh thành phố trên cả nước như thành phố Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Kon Tum, Lâm Đồng và Thừa Thiên Huế. Với chủ đề ngày hội tuổi thơ, các hoạt động của hội trại kỹ năng sẽ hướng đến cho các em thiếu nhi một môi trường sinh hoạt thân thiện, tích cực với nhiều hoạt động như giao lưu văn nghệ, sinh hoạt tập thể, kỹ năng công tác đội. Đặc biệt các em được tìm hiểu về những nét đẹp văn hóa của con người xứ Huế trong thời kỳ mới thông qua những chuyến tham quan di sản, danh lam thắng cảnh của cố đô.
Ngoài ra, đây còn là dịp để các cán bộ phụ trách từ các tỉnh thành phố trao đổi kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ trong phong trào hoạt động thiếu nhi. Thưa quý vị, cuối năm 2016, cơ sở giết mổ tập trung gia súc Hương Sơ và Xuân Phú bị đóng cửa. Và từ đó cho đến nay, đã nhiều năm trôi qua, nhưng việc thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp vào lĩnh vực này vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Thực trạng này có nhiều nguyên nhân, đó là vướng quy hoạch, nguồn vốn đầu tư lớn trong khi việc thu hồi vốn chậm, và một khi chưa có cơ sở giết mổ tập trung thì tình trạng mổ chui, mổ lậu sẽ vẫn còn diễn ra, gây ô nhiễm môi trường cũng như nhiều hệ lụy khác. Sau khi cơ sở giết mổ tập trung gia súc Hương Sơ và Xuân Phú bị đóng cửa vào cuối năm 2016, phần lớn việc giết mổ gia súc được đẩy về các lò mổ vùng ven thành phố Huế như cơ sở giết mổ gia súc Hương Văn, Phú Dương, Thủy Châu và Thủy Dương. Vì vậy, thời kỳ đầu và vào những dịp cao điểm, một số cơ sở giết mổ gặp rất nhiều áp lực và lúng túng. Thời gian lo Xuân Phú vì lo Hương Sơ vì về tòa, thì bước đầu thì bà con cũng hoang mang về lo, thì sau khi giải quyết thì bà con cũng họ ổn thỏa. Cũng bước đầu thì lần đầu thì lo thì dưỡng thì chỉ có một đêm thì khoảng 7 đến 80 con, sau này thì có các lo nữa lên chị thì có về mộ các nơi thủ thương nó có về đây thì mộ được lên được 100 đến 102 con. Cái lĩnh vực này là nó có rất là nhiều cái khó khăn. Một là khó khăn thứ nhất là vấn đề là phải có quỹ đất. Rồi là khó khăn thứ hai là khi mà cái quỹ đất đó mà hình thành rồi á, thì phải được nằm trong quy hoạch bền vững và lâu dài. Và vấn đề thứ ba nữa là người dân mà khi mà họ vào đầu tư hoặc là doanh nghiệp vào đầu tư thì là phải có một quỹ đất sạch để là không đụng đến là dân cư, những cái vấn đề phản ứng, thì như vậy nó sẽ đảm bảo. Hiện trên địa bàn toàn tỉnh có 36 cơ sở giết mổ gia súc tập trung với công suất ước 1.500 con gia súc một ngày, trong đó trâu bò khoảng 40 con một ngày. Tuy nhiên, quy mô giết mổ của cả cơ sở này vẫn còn nhỏ lẻ, lạc hậu, chủ yếu giết mổ theo phương pháp thủ công. Trên thực tế, trong thời gian qua, nhiều đơn vị doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư vào lĩnh vực này nhưng vẫn chưa tìm được địa điểm do vướng quy hoạch đất đai. Chúng tôi nghĩ rằng là nếu mà có một cơ sở mới thì phải có đáp ứng được là giết mổ là phải đảm bảo là khoảng 2.000 con lợn, và riêng trâu bò thì khoảng chừng là 3 đến 40 con trâu bò. Và như vậy thì cái quỹ đất mà để mà thực hiện cái này thì chúng tôi nghĩ là phải đảm bảo cái vấn đề là nhập về và gia súc được tập trung vào một cái địa điểm, và như khi tập trung vào một địa điểm thì như vậy là có thể kiểm soát được lúc nó đang còn là sống. Và rồi thứ hai nữa là lúc giết mổ thì riêng lợn là khoảng 10 hecta, mà riêng trâu bò thì chúng tôi nghĩ cũng phải là 20 hecta nữa, như vậy là khoảng chừng 30 hecta và có một cái vùng đất như vậy thì nhà đầu tư vào khi. Vấn đề đặt ra hiện nay là trong đề án quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung đã xóa bỏ. Vì vậy, trong phê duyệt quy hoạch kinh tế xã hội của địa phương, cả cấp chưa đề cập rõ vấn đề này. Việc lựa chọn vị trí địa điểm để đầu tư cơ sở giết mổ gia súc gặp nhiều khó khăn và lúng túng. Nguồn lực ưu tiên cho lĩnh vực này vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Các doanh nghiệp cơ sở giết mổ chưa tiếp cận được nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng. Một số địa phương chưa thực sự quan tâm và chậm lập kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch, chưa quan tâm trong hỗ trợ đầu tư. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.